bạc người, thương nhớ vô cùng, không gọi tên tình yêu vô vàng, ơi vàng hồ chỉ mình. Toàn dân một lòng đi sâu, ơn bác suốt đời sinh, đưa dân trong Việt Nam qua bao gian khổ đắng cay. Người đã tìm ra chân lý rằng hằng bao sẽ vô thầm. Xin chào quý vị. Quý anh chị thấy bài này mới không? Rất là cũ nhưng mà rất là mới. Hôm qua là ngày 19 tháng 5 mà mình quên. Sinh nhật của bác mà mình quên hát bài gì để tặng bác và hướng dẫn cho mọi người. Bài gì tên gì đây, bài ca nhớ bác. Ngày xưa là bố mình hay hát bài này đó, bố mình hay hát rồi đi chương trình thi nào cũng hát bài này hết, nên ra là mình nghe đi mình cũng thấy quen quen đó. Nên ra là mình hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho quý anh chị ha, rất là dễ intro, rất là dễ đô trưởng ha, bấm thế bấm đô trưởng. Bài này mình kèm cao ngăn số 3, cái này là tông nữ nha, và nam là nam hát cũng được đó, nãy mình hát đó là nữ, mình có thể hát rê trưởng hoặc là rê trưởng thì mình bấm ngăn 2, thôi là mình ngăn 3 tông nãy là rê thăng hoặc ni giáng đó. Rồi mình bấm thế gì, thế đô trưởng là thế đô trưởng là cho đến nó dễ ha. Rồi mình đánh nè, intro có mấy, 1 2 3 4 câu rất dễ, là mình phải nắm được cái điệu này là điệu ballad dân ca. Bát 3 2 3 1 3 2 3 bát đó, mình nắm vậy trước rồi đã, xong mình đánh intro mình mới lót vào. Bát 3 2 3 1 3 2 3 bát đó. Đó. Đô rê đô, nó út là thế, là thế út không? Tê dương quá, mình ngồi xuống đất tê dương quá. Đô rê đô nè, đô rê đô bát luôn, xong rồi 3 2 3 1 3 2 3 bát à, bát đô đó. Đô rê đô, rồi câu thứ hai, đô rê mi rê đô la à, câu thứ hai là đô rê mi rê đô la thứ luôn, la là bát rồi, xong rồi 3 2 3 1 3 2 3 à, cho nó dễ ha. Ba hai ba một ba hai ba bát à, xong câu thứ ba, là đô mi rê rê thứ luôn, rê thứ rồi bấm rê nè, xong là 3 2 3 1 3 2 3 3 2 3 1 3 2 3 bát.
Rồi câu thứ tư. Rê mi đi đô la son, xong là 3 2 3 1, 3 2 3, bát bấm thấy son trưởng luôn. À, rê mi đi đô la son, để thẳng chân cái đầu quá. À, bỏ chân quá. Rê rê mi đi đô la son. À, cứ bát rồi 3 2 3 1, 3 2 3, xong bát, xong câu cuối. Son 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 la luyến nè. Đô rê đô son son la đô rê đô trưởng. Đó. Đó. Mình đánh một vòng xong đó, mình đánh một vòng lần nữa cũng được. Xong mình hẳn vô. Thế mình vô nè. Bác ơi. Đó vậy cũng được, hoặc là cái cách hồi nãy. Cách hồi nãy là mình đánh cái vòng của nó, cái điệu của nó là bát 3 2 3 1, 3 2 3, bát. Vậy cũng được, mình hát vậy cũng được. Rồi bây giờ mình sẽ rút ngắn lại. Mình sẽ đánh điệu là bát 3 2 3 1, 3 bát. Đó, mình ngắn gọn lại tí xíu nè. Hoặc là 2 bát 3 2 3 1, 2 bát 3 2 3 1, 2. À, hoặc là mình thay đổi dây cũng được, thay đổi dây cũng được, nốt cũng được, nhưng nó phải đúng nhịp ha. Cái bát đừng thay đổi là được ha. Bát ơi thương nhớ vô cùng. À, bát ơi đô trưởng thương nhớ vô cùng. À, là thứ gọi tên, cái tên là rê thứ. À, kính yêu vô vàn son trưởng. Ơi bàng Hồ Chí Minh. Đó, toàn dân nè, toàn dân. Đã đô trưởng muốn lòng ghi sâu pha trưởng. Ơn bàng suốt đời hy sinh so trưởng. Ơn bác là rê thứ nè. Suốt đời hy sinh so trưởng là đưa dân tộc Việt Nam mình thứ qua bao gian khổ đắng, qua bao là thứ gian khổ đắng cay rê thứ. Trở về đô trưởng họ ơi nè, điệp khúc nè, họ ơi biết cái quạt không, bùng chắc 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 bùng bùng chắc 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 bùng bùng chắc 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 bùng cũng được, bùng chắc 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 bùng bùng chắc 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 bùng bùng, hoặc là bùng chắc 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 bùng chắc 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 bùng. Đó đẹp. Một ngày
là mình phải lịch sự, thấy không ạ? Lịch sự mà không sẵn. Rồi, đó bài rất ngắn, intro rất là ngắn chứ không có dài. À, chúc mừng sinh nhật bác. Tôi yêu Bác Hồ Chí Minh. Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng? Bài đó cũng hay lắm, bài đó vui. Rồi, hết rồi, chào tạm biệt thôi. À, xin chào tạm biệt. Để các bạn và quý vị, anh chị.